Hello, xin chào anh em. Hôm nay bên shop công nghệ sẽ giới thiệu với anh em chiếc súng M4A1. Đây, M4A Gen 8. Chiếc này nó khá là nặng. Mình đem vừa mới ship về xong, mình hào hứng quá hiện review luôn cho anh em xem. Rất là hồi hộp, không biết trong bên trong có cái gì. Cầm nó khá là nặng, này phải đến 2 cân. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, wow, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Ui, nặng như kiểu là bằng sắt luôn. Đây, tôi xây hướng dẫn sử dụng này. Chiếc hộp này mình sẽ để bên cạnh này. Đây, đây chính là toàn bộ phụ kiện và chiếc súng M4A M4A Gen 8 này. Nó làm đen hết này, làm đen hết, chứ nó không có màu xanh, màu trắng gì ở đây. Ở đây các bạn thì sẽ được tặng kèm theo đạn, túi đạn này, những túi đạn của nó này. Đấy, mình sẽ để cái này. Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem tất cả các bộ phận bên trong của nó. Đây, đây cũng có lòng này. Đây, cầm rất là chắc này. Nhựa nhựa toàn nhựa cứng hết. Đấy, cầm nặng, rất là nặng tay. Đây là súng này. Tiếp theo là bảng đế này. Ồ, đây bảng đế này. Đây nghe thấy chưa? Bảng đế này rất là to. Tiếp theo là ống ngắm này. Đây ống ngắm này. Đấy, giờ mình sẽ để hết sang bên này cho anh em dễ nhìn. Ống ngắm này, bảng đế này. Tiếp theo là túi phụ kiện này. Đấy, túi phụ kiện nó thì anh em sẽ được tặng theo một viên pin 7.4V, tờ giấy dán này. Ô, chết bóng mất rồi, dễ bóng quá. Đây, dán lại này. Đây, bỏ hết ra này. Chiếc ốc này chắc là để xoáy ống ngắm vào đây này. Đây, cái này cho vào đây này. Tiếp theo dây sạc và một đôi pin tiểu để chúng ta lắp vào ống ngắm này. Bây giờ mình được các bạn xem tặng thêm một chiếc kính này. Đó, mình để đây nha. Đây, kính này. Đây, chiếc lọ để đạn này. Ok, lọ để đạn. Tiếp theo, bóng hộp chắc chắn thật. Đó, đây bằng đạn này. Ok, bằng đạn. Anh em phải thu. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp cho anh em xem. Bây giờ mình nhiều đồ quá, mình phải bỏ bớt ra này. Đây, bây giờ lắp ráp vào nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp đuôi, thì các bạn phải bấm vào đây để rút phía đầu này ra. Đấy, sau đó chúng ta cho pin vào đây. Mình mới đầu sử dụng này thấy run quá, sau đó các bạn cắm lại, bấm cái này vào đây này. Đấy, cắm vào đây, chúng ta sẽ cắm vào đây. Rồi, nhét nó vào. Nhét hết rồi. Cho hết vào đằng sau này. Dây dài này, hút biết là bọn này nó để cái dây dài này để mình cái làm cái gì không biết được. Dây đó dài, chẳng hiểu để làm gì luôn. Nhét vào, vất vả. Đấy, nó có đây, các bạn xoay này. Kịch, thao hồ trăng. Đấy. Đấy, các bạn bật. Cái này gồm là có 3 lớp. Cái lớp thứ nhất ấy, lớp này là lớp khóa này, các bạn không thể bóc cò được. Lớp thứ hai là lớp bắn liên thanh này. Lớp thứ ba là lớp bắn từng lớp này là lớp bắn liên thanh này. Lớp này là lớp bắn từng viên một này. Đấy, nó màu đen hết, trông như thật luôn. Chứ nó không như một số lời bán không màu xanh xanh đỏ nhìn rất là xấu. Bây giờ mình sẽ đây, nó sẽ mở này ra này. Các bạn kéo, bây giờ mình biết này, cái này kéo sau ra nó sẽ mở này ra này. Đấy, đóng vào này. Đấy. Ok, thế là xong bộ phận ở pin này. Giờ đến lúc bộ phận ống ngắm nha, bây giờ mình sẽ lắp ống ngắm này. Các bạn cầm một chiếc tô vít để sống con xoáy cái ốc từ dưới này. Và các bạn cho mình một chút. Đây là có một chiếc tiêu vít này, chiếc tiêu con này. Đấy, mình xoay cái này ra nhá, xoay cái này ra này.
Đấy, ông thử nhấn đây nha. Đấy, xong bắt đầu kéo ra này. Kéo ra, chúng ta lắp pin này vào này. Cái này tặng luôn nhé. Kéo ra, lắp vào đây này. Đấy, xong chúng ta đậy lại. Chúng ta xoáy ra ốc nó. Sẽ là nguyên vị trí cũ. Cái này nó lại không tặng thêm cổ tiêu vít. Các bạn phải kiếm tiêu vít ngoài nhé. Đây, xong rồi, đây, cái này chúng ta sẽ có một cái nút bấm này. Đây, nút bấm này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái này vào đây nha. Các bạn nhìn này, nhập này. Đấy, như thật chưa? Như thật luôn. Tiếp theo là chúng ta xoáy ốc vào ống ngắm. Xoáy ốc vào ống ngắm nha. Mình xem này. À đây. Được quá các bạn thông cảm nha. Lần đầu tiên mình sử dụng cái này. Xoáy cái này vào này. Cần giữ. Chặt. Đấy. Thì mình khóa vào đó. Đấy. Bấm lên này. Các bạn thấy chưa? Đây. Bấm lên. Đấy. Màu xanh này. Rồi tắt đi này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lắp băng đạn vào nhé. Lắp băng đạn. À, cái này nó sẽ có cũng có điện, nhưng trong này cũng có điện này. Đây hai cái nhà đồng cắm vào đây này. Rồi thế là xong. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho bạn xem nhé. Bắn bây giờ mình chụp ngâm đạn, là lát nữa mình sẽ ngâm đạn, mình sẽ bắn cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ đây, bây giờ mình sẽ bắn thử không đạn cho bạn xem nhé. Đây mình đặt sang tốc độ bắn thường nhé. Thường này. Bạn rất khỏe. Bạn rất khỏe nhá. Cái này 7.4 thôi, bạn rất khỏe. À, bây giờ mình sang bắn nước liên thanh này. Đấy, các bạn thấy không? Bật ống ngắm đi nhá. Bạn rất khỏe. Đấy, ok bạn nào đấy, bây giờ kéo ra phát nào, các bạn xem nhá. Các bạn xem này. Rất là nhanh và rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ thử lắp đạn vào. Các bạn muốn mua có thể liên hệ bên mình nhé. Bây giờ mình sẽ thử lắp đạn cho các bạn xem. Bắn rất khỏe nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cân thử xem khẩu này nó nặng bao nhiêu cân nhé. Có được 2 cân không? Bây giờ mình sẽ cân thử cho các bạn xem. Bây giờ móc vào đây nha. Để móc vào đây đi. Cho móc vào đây. Bật lên là phải bật trước, cái này là phải bật trước này. Đấy. Khẩu này là nặng 1 cân 1. Một cân 1 ok các bạn. Khẩu này nặng 1 cân 1 nhé. Bây giờ mình sẽ test thử phần cân nặng bia cho các bạn xem video của nó nhé. Chưa lật bìa đã lát mét rồi. Ồ, lát hết rồi nhá.